Hello tất cả các bạn. Hôm nay mình làm cái clip này là vì mục đích là chia sẻ những cái câu hỏi của các bạn đặt ra những cái dòng sản phẩm mà trong thời gian qua các bạn đang follow. Đó là cái sản phẩm Arclight Turbo V1. Đây, đây là chiếc Arclight Turbo V1. Hôm nay mình sẽ chia sẻ về giới thiệu về máy, về cấu trúc máy, rồi vận hành, cách setup như thế nào để cho nó đúng với từng cái thao tác của artist khi sử dụng sản phẩm cho một cách hiệu quả nhất. Bởi vì chiếc máy Arclight Turbo này là nó có thể hỗ trợ tất cả những cái gì mà liên quan đến thao tác của một người thợ, về thao tác tay nhanh chậm hay là tay quen, như tất cả mọi người đi một style nhất định riêng của mình, nhưng mà chiếc máy vẫn có thể hỗ trợ hết được, tùy người tùy biến được cho cái sản phẩm mình theo cái sở thích của mình. Thì mình sẽ bắt đầu sẽ giới thiệu và mổ chi tiết từ từ phần cho các bạn nắm tại sao mà cái dòng sản phẩm này nó có chức năng gì đặc biệt hơn những dòng sản phẩm bình thường. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào vấn đề chi tiết. Thì trước tiên mình sẽ chia sẻ tại sao Arclight cho ra đời một dòng sản phẩm Arclight Turbo V1 này. Tới thời điểm hiện tại là mỗi artist sẽ có một cái style nhất định và sử dụng rất là nhiều dòng máy, chứ không đơn cử một thợ săm chỉ có một chiếc máy. Như cái dòng truyền thống mà chúng ta đã biết về cái dòng mà sản phẩm máy máy coi á, thì thật ra là anh em thợ săm ai cũng cũng đã trải qua nó. Nếu mà những người làm nghề cái kinh nghiệm bề dày á, là của nghề tattoo nó lâu á, thì không ai mà không biết đến cái máy coi cả. Để cảm nhận nó và để thuần phục nó không phải là một ngày một bữa mà mình thấm được nó. Chiếc turbo V1 này nó có một sự kết hợp của sự truyền thống và công nghệ tiên tiến để cho giúp cho cái chiếc máy nó hoạt động bền bỉ hơn, trơn tru hơn, và cách setup nó can thiệp hệ thống sâu hơn, không cần phải bị quá nhiều rắc rối như những cái dòng coi trước đây cần quá nhiều kinh nghiệm. Những dòng coi trước đây chúng ta bị một cái là khi mình xài một thời gian là phải đem ra setup tới lui hoài, nó không đồng nhất, và chỉ có những người có kinh nghiệm bề dày thì sẽ làm chủ được nó, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được nó hết. Thì những cái dòng này nó sẽ rút ngắn được cái giai đoạn đó và sẽ hỗ trợ artist một cách tối ưu hơn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vô chi tiết về cấu trúc của máy như thế nào. Cái dòng máy này thì được chọn gia công bằng đồng thau hợp kim nguyên khối và được design thiết kế gia công khắc trên CNC chính xác. Thì tất cả những cái bạc kết nối linh kiện của nó là bằng vật liệu thép, và tất cả những cái gì mà liên quan đến có tuổi thọ bền thì đã ứng dụng trong máy này. Motor của nó, linh hồn của nó là motor Faurecer của Đức. Về thương hiệu này thì chắc là ai ai cũng cũng biết đến, là motor mà gọi là được sản xuất với công nghệ tiên tiến nhất thế giới, những loại motor Miro là cao cấp nhất trong trong thời điểm hiện tại. Dòng máy này nó sẽ cho mình những cái style giống như là mình đi những cái hình mà gọi là nhật cổ, hoặc là neo, hoặc là old school, hoặc là những cái whip. Nói chung là những cái gì mà nó mang những tính chất gọi là những cái nhìn mạnh mẽ để làm việc nó có thể dễ dàng hơn đối với những máy máy khác không làm được, nhưng mà nó không phải là rào cản của dòng turbo này. Nó sẽ giúp các artist giải quyết hết tất cả vấn đề mà về những khó khăn trước đây vấp phải, như là mình đi kim quá lớn thì sẽ những cái lực máy như thế nào, nó có hỗ trợ lực cứng vực mềm hay là nó sẽ grip như thế nào, thì những cái máy khác nó không chuyên. Nhưng mà cây này là nó sẽ giải quyết cho mình tất cả vấn đề tất tật khi mà những băn khoăn trước đây nó đã giải toán được. Thì bây giờ bạn sẽ xem những cái bộ phận của nó gồm có những cái gì hay nha. Chiếc máy nó connect đầu vào á là bằng jack RCA. Tại sao mình chọn cái phương thức kết nối rất là RCA? Tại vì á thường những dòng coil và những dòng cổ điển thường là đi đi dây móc. Thì mình cũng đã tham khảo rất là nhiều ý kiến artist trong nước cũng như ngoài nước, thì anh em cũng ủng hộ cái công nghệ tiên tiến hơn là bây giờ sử dụng cái jack RCA cho tiện, không phải kết nối như cái jack dây móc nữa cho nó dây nhựa nó lộn xộn. Và đây
trên chiếc máy này là nó có cái thanh này là thanh điều chỉnh điều chỉnh tốc độ. Cái này đây là bánh xe, bánh răng là điều chỉnh tốc độ khi mà chúng ta muốn một cái vị trí tăng tốc hoặc là giảm tốc theo cái lực tay của mình. Ví dụ như cái handle của mình, cái tay của mình thao tác đi nhanh thì mình sẽ xả là sao cho tăng tốc lên, cho cái mình quẹt là một cái là mình ngay vị trí đó mà không cần phải đi chậm. Là dẫn nước trên bề mặt mà cái lực nhấn dẫn đánh đủ cái đòn đánh xuống. Còn những bạn mà gọi là đi thao tác chậm thì các bạn chỉ việc là chỉnh cho cái lực cho nó tốc độ chậm lại, thì mình sẽ nói chung là nó sẽ tùy biến được cho tất cả những cái thao tác riêng cho artist, từ mỗi người có một cái style riêng. Và đây nó có thêm một cái tính năng nữa là thằng này cái vị trí này rất là quan trọng. Cái tính năng này là chính năng điều chỉnh được cái stock, có nghĩa là cái biên độ kim của cái máy này mình cho nó trong cái phạm vi cho phép là từ 3.0 cho đến 4.5 mm. Thì mình có thể giới hạn nó hoặc là tăng chỉnh nó trong cái phạm vi của nhà sản xuất. Nó sẽ giúp mình cái đòn đánh của mình nó cạn hay sâu là do mình tùy biến cho cái này. Thì ở đây là cái vị trí của ốc để mình xả là tăng ở vị trí này để cho nó tác động để đánh gia giảm ở cái vị trí hiện tại. Còn cái vị trí này cũng là ốc này để nó định cử lại cho cái vị trí mình tăng chỉnh. Khi mình tăng chỉnh mà có một cái độ ổn định rồi, mình muốn cho nó giữ luôn một cái trạng thái đó thì cái biên độ cho mình không có bị lạc con số. Là đó là hai điểm cần lưu ý. Và điểm thứ ba rất là quan trọng trong cái dòng turbo V1 này là cái gì? Những cái máy khác không hoàn toàn không có. Đây nó có một cái hộp số ở ngay cái thanh ba đây. Hộp số này nó sẽ giúp ta tăng chỉnh được cái lực cứng mềm, độ grip tạo cho cái hạt mực mình muốn nổi bên trên hay là âm xuống dưới là do mình. Đây. Đó, ví dụ mình tạo muốn đi whip một cái những cái hạt mà ta rải đều ra thì mình chỉ xả ra cho nó có cái điệp độ grip nhẹ nhàng, nó sẽ giúp mình rải đều ra. Có một ốc nó tác động ở chỗ mà trong cái hệ thống hộp số này, nó sẽ giúp đánh bật, đánh gần đánh xa là do cái vị trí này, rất là quan trọng. Đây là cái mà mình đã phát minh ra cái cơ cấu này thì mình thấy nó rất là hữu dụng cho bên ngành xăm. Mình nghĩ đây là sẽ là một cái gì đó cho anh em thợ xăm thấy nó là sẽ rất là thích về cái cách thức mà gọi là cái cấu trúc để mình điều khiển một cái máy dễ dàng hơn. Đó khi mà thấy ba điểm này là nó đã nói lên được ba cái tùy chỉnh là khi artist chúng ta cần đã quy tụ về đã có hỗ trợ hết trong một chiếc máy rồi. Ở đây mình có vị trí của 500. Ở Việt Nam mình gọi vị trí này là 500 đất hiếm. Thì nó sẽ giúp chúng ta trợ lực khi mà những đòn búa đánh xuống gia tăng hay tùy giảm là tùy vào cái lực hút của cái biên độ của 500 tạo ra khi mình chỉnh tác động vô cái stock. Cái lực 500 này có một hiệu ứng rất hay nha các bạn. Khi các bạn muốn một cái nét mà các bạn muốn nhắn lực kim, các bạn nhắn càng mạnh thì lực này trả hỗ trợ lực cho các bạn tốc độ nhanh hơn. Đó, có nghĩa là lực cộng hưởng. Khi chúng ta nhắn một cái lực tác động vô thì đương nhiên đòn bẩy nó sẽ trả về trong cái thanh ba này dập lên, thì ở đây có 500 nó sẽ hai điểm nó tạo ngược cực, nó sẽ hít lại nó tạo điểm nhắn xuống để giúp cho chúng ta kéo liền mạch một đường nét, nó không có bị thiếu sót nào hết. Đó, mà tại sao các bạn có một cái câu hỏi là ở chiếc máy này chúng ta không cần lực tay bất cứ cái gì mà nó vẫn tạo được cái hạt mực đúng vị trí, đó là vấn đề mình muốn chia sẻ. Và thêm nữa thì các bạn thấy cái vị trí này rất là quan trọng. Vị trí này là vị trí mình đã nghiên cứu ra cơ cấu. Như các bạn có biết, từ xưa giờ những cái chiếc máy chúng ta muốn giữ một cái kim trong quá trình thao tác thực hiện tác phẩm thì nó sẽ bị vấn đề là nó bị rung, thì chúng ta sẽ khi vận hành máy thì cái kim chúng ta sẽ bị rung lắc, thì chúng ta phải dùng cộng dây thun để ràng buộc lại để giữ lại cái độ rung lắc của nó. Và phương pháp thứ hai nữa là sẽ có những cái cơ cấu chặn kim phổ thông nhất là cũng giống như cái máy Brotherline, thì nó có cái cơ cấu chỉnh, mình chỉ cần xoay ốc là chỉnh vô. Nhưng mà cái phương pháp đó thì nếu mình đưa lên cái ứng dụng cho cái máy này thì nó bị cái là cái body của mình thiết kế nó sẽ rất là lớn và nó sẽ dư thừa, nhìn nó không đẹp và nó rất là rườm rà. Thì mình đã tìm cách giải quyết được cái cơ cấu này, thì cái cơ cấu này nó giúp cái máy này rất là gọn và nhìn nó rất là chắc chắn và thao tác dễ dàng cho artist, không cần phải rườm rà trong quá trình mà gắn kim, tháo kim. Mình chỉ cần tăng lên tăng xuống để gia chỉnh được cái lực mình cần tác động vô cây kim là nó không xảy ra rung lắc, mà nó vừa ổn định được cái kim chuẩn xác chỉ một tâm xuống thôi. Mình cũng xin giới thiệu các bạn, đây là cái phiên bản mình nghiên cứu ra độc quyền. Hiện giờ trong thời điểm hiện tại là mình đang làm độc quyền tốt nhất về cái cấu này. Tới cái phần mà mình sẽ
đưa dòng điện vô, test thực tế cho các bạn biết và cái cách máy vận hành sao và cách tăng chỉnh như thế nào mình sẽ test cho các bạn xem nha. Ở đây cái mức tượng đầu vào cho dòng máy này, motor của mình sẽ up đây là mình xài từ 7V cho tới 9V, có nghĩa là trên cái dòng điện là motor cho phép. Đây mình đang chạy mức 7,5V. Cái máy rất là lực, các bạn nghe tiếng nào cũng biết rất là lực, nó rất là khỏe. Thì có thể là như cái lực cái này thì chúng ta đi cả chừng kim từ 11 đến 18 vô tư. Đó, các bạn thấy. Nhưng cái vấn đề ở đây các bạn xem, tuy là nghe cái lực rất là khỏe như các bạn hãy xem, cái lực grip của nó có độ mềm chứ nó không phải là một cái lực cứng. Đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn can thiệp như thế nào để cho nó theo tùy chỉnh cho biên độ chúng ta muốn mềm sao và chúng muốn chỉnh cái tốc làm sao và tốc độ làm sao. Ví dụ như đang tốc độ như vậy thì các bạn chỉ cần xe đó, xe cái vị trí bánh xe làm sao là tốc độ sẽ tăng. Đây là đang tăng, khi mình xả cái bánh xe ra thì tốc độ nó sẽ, biên độ nó sẽ hạn lại thì nó sẽ làm tốc độ nhanh hơn. Đó, nó làm nhanh hơn đó, thì chúng ta phải đi thao tác nhanh tay. Còn chúng ta chỉ cần siết vô đó, lực nó khỏe và biên độ tốc độ hay gia giảm lại đó. Mình muốn cho chiếc máy này cái biên độ nó đang là 4.5mm, mình muốn cho gia giảm lại cỡ chừng 4. hoặc 3.8 gì đó, thì cái phương pháp đầu tiên của mình cần can thiệp là ở đây mà có vị trí ốc thì mình chỉ cần dặn dưới đây, xả nhẹ ra cái ốc này trước, thì bắt đầu là mình mới chỉnh con này. Thì cái lực tác động ốc reel này mình sẽ siết nhẹ thôi nha các bạn, tại vì cái lực tác động chúng ta chỉ cần nó thay đổi chút xíu thôi là nguyên cái máy nó thay đổi cơ tính. Mình chỉ cần siết nhẹ một phần nhẹ thôi rồi bắt đầu mình thử đó. Cái lực các bạn thấy rất là mạnh hơn, nó đã có cái lực mạnh hơn đó. Nào bây giờ mình tăng tiếp, ví dụ mình tăng tiếp để cho cái biên độ nó nhẹ lại chút xíu nữa đó. Đó. Rồi, nếu mình cảm thấy cái phần này ổn định của trong cái lực của mình rồi thì mình chỉ cần niêm ốc này lại để cho nó giữ cố định của cái vị trí mình đã setup. Rồi bây giờ mình muốn lực nó mềm hơn thì như thế nào? Lực mềm hơn giống như nãy mình đã giới thiệu. Đơn giản thôi, các bạn chỉ cần xả cái vị trí ốc này ra. Xả vị trí ốc này ra. Đó. Bạn thấy âm thanh nó nghe khác không? Bây giờ nó có lực mềm hơn. Nói chung là cái tác động ở những cái vị trí căn chỉnh này các bạn rất là dễ dàng, nhưng mà cảm thụ được liền luôn, không phải khó khăn gì rồi như những dòng máy khác đâu. Đó. Bạn thấy là lực bây giờ bạn nghe nó không còn hỗn nữa, nó rất là mềm. Thì những cái dòng máy này như các bạn thấy là nó đã giữ sự ổn định cho các bạn rồi, tại vì nó là motor quay và lực tâm từ bên trong. Đó, giấu hết hoàn toàn, bạn không phải suy nghĩ về vấn đề mà bị lạc thông số, các bạn tăng chỉnh cỡ nào các bạn cũng lấy lại được thông số hơn ban đầu hết. Đó là dưới mong muốn. Và cái điều đặc biệt hay ở chỗ những cái dòng máy này, mình thấy khác cái dòng máy trên thế giới thì có chút tương tự nha, kiểu là bánh xe này, những cái máy khác có thể là các bạn tăng chỉnh bị lố, các bạn dặn ra quá lố tay ra ngoài luôn đó, thì nó sẽ bị tác động lực gồng, trong khi mà các bạn làm tác phẩm các bạn không để ý thì nó sẽ sanh ra là lúc nào tụi nó cũng đang làm trực tiếp vô cái đánh trong cái đòn lưỡi gà này, thì nó sẽ xảy ra vấn đề là một lưỡi gà nó chai, hai là nó gãy. Đây là một cái phương pháp mình sẽ biết được cái đó là cái nhược điểm thì mình sẽ update tối ưu luôn cái vòng bánh xe này nè. Mình làm cho các bạn căng tăng chỉnh không quá ra biên độ, bị rơi vào cái vị trí gồng của máy thì nó sẽ không thể tùy chỉnh hơn được cái thông số đó, giúp các bạn là không có bị ảnh hưởng tới cái vấn đề mà gọi là bị quá gồng và sinh ra nó gãy lưỡi gà. Các bạn xem rất là đơn giản đó. Khi mà chúng ta có cái lực mềm như vậy mà giờ chúng ta muốn cho cái biên độ cao hơn thì giống như cái thao tác hồi nãy mà bạn thấy rồi đó, mình chỉnh biên độ cao hơn thì bạn thấy nè, đó, ở đây là ý mà cho bạn, các bạn xem ở đây là đang biên độ cao, thì khi mà các bạn nghe những âm thanh biên độ như vậy thì cái lực của nó đang hở tác động ra, thì giờ mình chỉ cần can thiệp thôi, can thiệp tăng chỉnh lại cho nó đúng là nó về lại ban đầu. Đây. Thấy chưa? Rất là đơn giản. Có nghĩa là khi chúng ta biết căn chỉnh nhịp nhàng nhàng nhau là do cái vị trí của tốc
vị trí cực tốc và vị trí của lực đàn hồi và cộng cả tốc độ thì chúng ta đã có được phối hợp được 3 trong 1. Chúng ta tùy chỉnh bất cứ điều gì cũng đem về home được, không bao giờ bị quá thông số. Đây là cơ cấu mà mình luôn cố gắng để tìm ra giải pháp để tối ưu đơn giản nhất để cho người dùng không phải và quá lăn tăn về cái cách setup khó khăn để đưa đến nhà sản xuất. Mình không muốn cái vấn đề là can thiệp khó quá phải đưa vào nhà sản xuất thì cái đó nó cũng là không hay. Nên mình muốn là mỗi người đã sở hữu nó phải làm chủ được nó, phải feel được nó. Đó là vấn đề mình cần. Như các bạn thấy là lực bất khác. Dòng máy này sẽ có nhiều bạn hỏi là phải sử dụng kim dài, kim truyền thống không? Thì đây là câu trả lời của mình. Cái dòng này là mình sử dụng kim truyền thống nhưng các bạn cũng có thể chuyển sử dụng kim đạn được. Khi sử dụng kim đầu đạn được chỉ cần thay đổi grip tay nắm thôi. Nhưng mà nếu mà các bạn người nào mà còn cái chắc muốn sử dụng kim truyền thống nhiều để đi mấy cái này á, thì nếu mà có sự kết hợp với lại auto grip này nữa thì các bạn không còn phải suy nghĩ nữa. Tại vì đây auto grip này nó sẽ giúp các bạn là tăng chỉnh cái hành trình của kim ngắn dài được luôn, chứ không phải như kim đầu đạn mới làm được mà kim dài vẫn có thể làm được. Đây auto grip, khi các bạn bỏ kim dài vô các bạn vẫn có thể tăng chỉnh được độ ngắn dài của kim một cách dễ dàng. Đó. Về cái cách mà mình nghiên cứu về trọng lượng rất là quan trọng, tại vì nó sẽ là cái vấn đề quyết định cho chúng ta đi những đòn nét, những cú đánh nó thực sự là có hiệu quả hay không. Thì mình phải tính được cái trọng lực của nó, ví dụ như dồn về phía sau, dồn phía trước hay dồn tâm điểm. Thì ở đây mình đang ứng dụng vào dồn về phía trước. Khi chúng ta cầm kiểu tay thì nó sẽ dồn lại phía trước để khi mà chúng ta không cần lực nhắn nữa. Đó. Chúng ta không cần lực nhắn nữa. Và khuyên dùng các bạn, nếu mà dùng những dòng này thì các bạn nên dùng những cái cao su mà gắn kim á, là phải dùng là cái đồ co giãn ít đàn hồi, có nghĩa là có cái tỷ lệ cứng hơn là những cái silicon bình thường, thì nó mới đem lại công năng hiệu quả nhất cho dòng máy này. Vì lý do khi mình sử dụng một cái silicon mà gọi là nó có độ hồi quá cao á, thì nó sẽ làm giảm cái cơ tính năng chính xác của khi mình tăng chỉnh. Thì mình nghĩ là khuyên dùng các bạn nên dùng những cái cao su cứng hơn để cho nó có những đầu đánh dứt khoát hơn để nhắn những cái nét mà gọi là mong muốn cho các bạn không còn phải suy nghĩ nữa. Ở đây là tổng quan cái máy mà gọi là mình đã dành tâm huyết trong thời gian R&D và tới thời gian mà khi mà mình cầm sản phẩm trên tay rồi để giới thiệu ra mắt các bạn là đã mất 2 năm. Thì mình hy vọng đây là một cái dòng sản phẩm mà các bạn sẽ yêu thích và sẽ cùng đồng hành với các bạn để đột phá cũng như là trong những tác phẩm mà các bạn có thể tâm đắc nhất. Đây mình sẽ chia sẻ luôn. Trong dòng Arclight Turbo V1 này cũng cùng một cấu trúc nhưng mà nó sẽ có 3 cái phiên bản. Một á là cái phiên bản là phiên bản Gold. Đó, khi bạn thấy là các bạn đã hiểu rồi. Còn phiên bản này là Classic, làm thủ công mang tính chất và nó đó. Còn dòng này là dòng để sự kết hợp giữa cổ điển và kết hợp công nghệ để Smith cho ra có những cái hiệu ứng rất là đặc biệt. Cái này là phải làm handmade thì nó mới tạo ra được những cái tế tơ như thế này. Đó, thì ở đây mình có ba phiên bản này thì nó sẽ phù hợp với tất cả tương quan sở thích của mình về cái mỹ quan của sản phẩm. Thì khi mà các bạn muốn những cái dòng nào thì các bạn chỉ order cái dòng đó. Và xin mình cũng nhấn mạnh là dòng sản phẩm này mình làm mang tính chất là lý miệt, ai muốn sở hữu nó thì vui lòng hãy contact vào arclighttattoo.com thì các bạn sẽ order trên từ website và sẽ điền những cái thông số kỹ thuật mà các bạn mong muốn thì chúng tôi sẽ can thiệp vào cái hệ thống để setup riêng cho các bạn mỗi người một chiếc máy đúng với chính các bạn luôn. Chứ ở đây không, sản phẩm này không có bán rộng rãi đại trà. Các bạn lưu ý là những sản phẩm này là phải order trước thì công ty chúng tôi mới làm riêng một cái sản phẩm cho các bạn. Hy vọng là cái clip có thể sẽ giúp cho các bạn đang follow những cái dòng sản phẩm này hiểu hơn về nó, có những phân vân gì, và thông tin này sẽ giúp ích bạn rất là nhiều khi bạn quyết định chọn một cái sản phẩm cùng đồng hành với mình. Mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những dòng sản phẩm mới mình sẽ chuẩn bị ra mắt tiếp theo. Hẹn gặp lại và xin chào tạm biệt các bạn.